Đối với đánh giá một khu lăng mộ thì chúng ta quan trọng nhất đó chính là cái việc mà đánh giá cái cao độ và những cái chứng ứng về một khu mộ lân cận tại xung quanh, thì chúng ta mới có thể từ đó có cái kết luận về cái việc lập hướng cũng như là cái nguyên tắc để mà chúng ta có thể đặt được cái khu đất tốt hoặc là được cái khu lăng mộ tốt. Trước khi mà xem là tuổi các thành viên gia đình hay là cái tuổi trong phả hệ thì người ta sẽ cần phải xem bố cục của khu đất, xem là cái thế đất ở đây thế nào. Sau khi mà nắm bắt được cái thế đất ở nơi này xong thì chúng ta từ đó thì chúng ta sẽ xác định được cái phương pháp lập hướng và các hướng lập tại đây. Khi mà có các phương pháp lập hướng và hướng lập tại đây xong thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái tuổi của gia đình và căn cứ vào các cái sa sơn chứng ứng ở xung quanh để chúng ta quyết định việc lập hướng. Khu lăng mộ của chúng ta ở đây chẳng hạn, nó điều rất để thú này, đây con đường này thì chạy theo trục đông tây, đúng không ạ? Như vậy thì nếu như chúng ta quay về hướng phía sau này nó là hướng bắc, đúng không ạ? Đây là khu làng và đây là hướng nam, đúng không ạ? Thế thì chúng ta nhìn đến ở vị trí phương tây bắc thì nó lại có tiếp một cái khu nghĩa trang tiếp theo. Để chúng ta nhìn đấy ạ, một khu nghĩa trang tiếp theo, thay phần Gò Đống ở chỗ này nằm ở phương tây bắc. Cái đường thủy chạy từ đông sang tây, cái đường thủy bao ở phần phía trước mặt chạy từ đông sang tây. Khu đất này ở khu vực gần Thái Bình, giáp Hải Phòng. Thì tất cả những khu mộ ở trong này thì người ta có hai cái phương án lập hướng, một là lập tọa tây hướng đông theo hướng của cái đường như thế này như những ngôi mộ vàng đây, hoặc phương án thứ hai là lập tọa bắc hướng nam. Chúng ta sẽ căn cứ vào tuổi của thành viên gia đình để chúng ta quyết định cái việc lập hướng. Thì sau khi quyết định lập hướng xong thì chúng ta sẽ tiến hành phần ngoại khí, xong thì chúng ta sẽ tiến hành khảo sát cái phần địa mạch, tức là cái phần ở phía bên trong, xem là cái khu đất đấy kích thước như thế nào, rồi quy hoạch, rồi thiết kế cái khu lăng mộ lăng tẩm ra sao. Thì đấy là những cái quy trình cơ bản nhất, những cái điều cơ bản nhất trong cái việc mà khi mà khảo sát đánh giá. Ngoài ra thì chúng ta phải kiểm tra cái chất đất, đúng không ạ? Rồi sau chúng ta nhìn, chúng ta nắm được xem là cái việc mà đào sâu xuống hay là cái kỹ thuật đào đất ở đây như thế nào và kỹ thuật đắp gò đống ở đây như thế nào để nó tạo ra được một cái phong thủy tốt, để xương cốt được bền vững, thì từ đó mới phát huy được linh khí để phù bổ cho con cháu và dòng họ phát triển. Ở đây nó có hai cái phương pháp lập hướng. Một là người ta sẽ lập là theo cái tọa tây hướng đông, tức là quay theo cái hướng thế này, tây hướng đông, lập tọa hướng đông. Nhưng mà lập tọa hướng đông thì những cái ngôi nào mà cái đất thì thông thường nó vòm, nó hình cung như thế này, thế thì những cái ngôi nào ở sát rìa ấy thì người ta mới phải lập theo tây đông vì liên quan đến đường thủy. Nhưng mà những cái ngôi nào mà nó vào phần phía bên trong của mình một chút thì lập bắc nam thì vượng hơn rất nhiều. Mà các tuổi thành viên thôi. Ngoài ra thì tiện nữa thì về còn nói về cái phần tuổi của mình kết hợp thì tại sao mình lại lập bắc nam. Thứ hai nữa, tuy nhiên mặc dù là chỗ này của chúng ta nằm ở cái chiền cái lưng con rùa nha, xét ở chỗ này hẳn đi, thế thì nó thấp cái đất vuông nha, chỗ này nó vẫn thấp, cho nên là để mà làm sao để lập được bắc nam ở chỗ này được ấy, thì cái nền đất này mai sau bác sẽ phải tôn cao lên một chút, cao lên một chút để làm sao cho là ví dụ như là mình sẽ căn ví dụ như là cái nền của cái vàng vàng này, rồi. Cái đỏ kia là nó vào giữa nhá, rồi. Đúng không? Thế thì bây giờ là cái cốt không không của nó ấy, là mình tính đấy, lấy đó một cốt không, lấy đến làm cốt không không. Rồi. Cốt không không để mai sau để cho liền thổ thôi. Rồi. Nguyên tắc của việc đào là lấy cốt này là cốt không. Rồi. Đào lại khác. Thế thì khi đào xuống thì bác sẽ đào qua cái tầng đất đấy, lúc mà cháu có chạy qua góc kia để cháu khảo sát cái phần đất. Thì cái này nó chỉ xuống khoảng tầm 180 đến 1 mét thôi là đã đến phần xét rồi. Rồi. Đất này mạch nó đông. Khoảng 80 mét rồi. Như vậy thế thì khả năng là cái nền này bị phải tăng lên khoảng 60 phần. Nhưng mà khi mà đào xuống là tính từ chỗ này là xuống khoảng tầm 80 phân đến 1 mét, thì khi nào bác đào đến cái phần đất đó chạm xét thì dừng, thì trên hồ sơ cháu sẽ vẽ rất chi tiết cái chỗ đấy, cái thế ở đây để bác vẫn nhìn. Thì sau khi chạm vào dùng thì bắt đầu là mình sẽ đặt xuống. Thế thì quy mộ ở chỗ này thì mình sẽ quy hoạch theo cái chiều, tức là mình quy hoạch theo trục bắc nam. Thế thì để với bắc nam thì mình sẽ cắt, bởi vì mình sẽ cắt từ bên này mình ra, mình cắt vuông ra cái chỗ này, mình không có làm gì, mai sau mình chỉ làm cái gì thôi. Mình thăm chỗ này mình tiện nữa thì bác sẽ kiểm tra, bác thăm thôi. Rồi, thăm xem có là không? Cốt không. Nếu có cốt thì mình làm một cái nấm. Nếu không thì mình sao mình trồng hoa thôi mà. Rồi. Thế thì mình sẽ đặt một cái án ở chỗ này. Vì cái chuyện đằng sau của mình nó là đường, nên mình sẽ làm một cái bình phong ở đây. Mình sẽ làm một bình phong đây. Rồi, sau đó mình đặt tất cả những ngôi mộ đều lập theo cái hướng bắc nam này hết. Thế thì bắc nam mình sẽ đặt giả sử như hai bên này mình có thể tính toán mỗi bên được khoảng 3 ngôi. Mình sẽ tính ra như thế này là cái đường của nó là và ở khu này thông thường thì cháu chưa thấy ai làm mộ tròn. Mình làm mộ tròn. Rồi, nhất trí. Làm mộ tròn, mình thiết kế cái mộ tròn rất là đẹp. Rồi. Thì rồi. Cái đường kính của mộ tròn nó rơi vào khoảng tầm 1m27. Rồi. Thế thì mỗi ngôi này được 2 ngôi. Rồi. Thế thì chạy dài từ đây xuống dưới kia thì được 5 hàng, 10
16 hàng. Thì về tôi sẽ chia. Rồi, sẽ chia. Thì mình sẽ bố trí phần quy mô ở đây và một vài cái điểm nhấn gì để tạo ra tương ứng và trồng xuống cái cây vào. Ba cái phương án làm mộ mà mọi người hay dùng. Một là người ta làm bằng, tức là đương nhiên bằng mộ bằng đá xanh thì là tốt nhất rồi. Đúng không ạ? Phương án số 2 thì người ta làm bằng đá ông. Đá ông rất đẹp. Đá ông rất đẹp như đây cũng có. Thì lại phải thuê từ Sơn Tây cơ. Sơn Tây lên đây cơ. Và phương án số 3 là người ta sử dụng phương án xây gạch. Thì thực tế thì theo cái quan điểm tất cả khu vực này ấy, thì mọi người đa phần xây gạch. Đa phần là theo ba tờ đó mình xây gạch. Chung mình nó hơi quá, không cần thiết. Thì mình xây gạch thì mình xây gạch mình xây tròn là vô tư. Xây gạch xây tròn nó rất là đẹp mà thiết kế cả ngay nhức ỉ nhức là khu nó sẽ lên và mình nó sẽ hơi cao hơn bình thường, cái nền của mình nó sẽ lên đến tầm khoảng đoạn thế này. Bởi vì còn 60 phân nữa cơ mà. Đúng mà, để mình căn cái nền bên kia. Cái cốt không bên kia dịch sang để mà mình không thì cái thế của mình nó sẽ bị ngửa. Đúng rồi. Thì mình sẽ để hơi cao một chút, mai sau thì các bác này biết cũng xây cao lên thôi. Không ảnh hưởng gì cả, tại những người ta cũng chưa xây cái dầu rào dậu thì không ảnh hưởng. Thì nó chia sẵn luôn và đến cái khu vực này thì là khi mà thiết kế xong thì cháu sẽ có một lần nữa bọn cháu về khi mà khởi công ấy là cháu sẽ căng cái dây để cho phân kim xong rồi cháu sẽ đánh dấu vào trong cái bức tường, sau này xây lên thì cứ cái việc phòng đặt mộ cứ thế mà xây không cứ đặt đấy ạ, đặt luôn đặt đấy thì cứ cái hướng cho là sẵn mà đặt, tức là cháu đánh dấu hết vào gửi tim tường, gửi tim vào tường xung quanh, còn từ xung quanh thế là mai sau là cứ thế là cứ đặt xuống thôi, là không cần phải về phân kim nữa, đến ngày đến giờ thì xem ngày trên kia rồi gửi thủ tục về rồi là đặt thôi. Có phát sinh cụ nào cứ thế mà đặt thôi. Cứ phát sinh là đặt thôi. Thì cách thức làm là như vậy. Bây giờ mình đi về nhà để vẽ chi tiết hơn cho bác cái tổng thể đấy.